Ngày 27 tháng 4, Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam họp báo công bố khởi động và chính thức tuyển sinh cuộc thi Miss Universe Việt Nam, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2021. Đặc biệt công bố đương kim Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam Nguyễn Trần Khánh Vân sẽ là đại diện Việt Nam tại Miss Universe lần thứ 69 ở Mỹ. Chương trình được công ty cổ phần Hoàn vũ Sài Gòn Unicorp phối hợp công ty trách nhiệm hữu hạn Universe Media Việt Nam Unimedia, đơn vị quản lý, huấn luyện và đào tạo và sản xuất cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tổ chức. Họp báo với sự xuất hiện của các người đẹp là Hoa hậu, Á hậu Hoàn vũ Việt Nam, top thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam qua các năm cùng dàn sao showbiz Việt. Để chuẩn bị cho hành trình chinh phục Miss Universe, Khánh Vân được lên kế hoạch huấn luyện, quản lý và đào tạo ngay sau khi đăng quang. Trong hành trình đến với Miss Universe, Hoa hậu Khánh Vân luôn trong tâm thế chủ động. Dù bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, nhưng cô vẫn chăm chỉ tập luyện các kỹ năng và trau dồi thêm kiến thức, ngày càng hoàn thiện bản thân về nhan sắc, kỹ năng và phong cách. Nói về bản thân trước thềm chinh chiến Miss Universe, Khánh Vân trải lòng. Một cuộc thi tầm quốc tế thì mình luôn tự hào về mình là một con người của đất nước đó. Và em rất là tự hào vì em là một người đến từ Việt Nam, một đất nước rất là nhiều yêu thương, một đất nước rất là kiên cường và bất khuất. Và trong đại dịch Covid-19 vừa rồi thì quốc gia của mình đã và đang chống dịch rất là tốt. Và em sẽ đem niềm tự hào đó để chia sẻ với các bạn bè quốc tế. Và em rất là hy vọng rằng tất cả chúng ta sẽ có thật là nhiều sức khỏe. Và nhân cơ hội này thì em cũng muốn xin được gửi lời cảm ơn đến đội ngũ các y bác sĩ trong tuyến đầu chống dịch và tất cả những bạn mà tình nguyện viên và tất cả chúng ta đã ngày đêm chống dịch để có được một đất nước bình yên và hạnh phúc như bây giờ. Để nói về những cái điều đặc biệt của mình thì đây là một trong những cái câu hỏi mà em nghĩ là do là sự cảm nhận của khán giả, sự cảm nhận của mọi người nhìn nhận em như thế nào đó mới là cái điều quan trọng. Còn khi mà mình nói thì mình cũng không biết là khi mà mình nghĩ như vậy nhưng mà không biết mọi người có nghĩ mình như vậy hay không. Nhưng mà cái điều quan trọng nhất là em muốn đến với cuộc thi một cách năng lượng nhất có thể, chia sẻ những cái giá trị mà từ đó giờ mình vẫn theo đuổi và truyền cảm hứng cho những bạn trẻ hãy luôn tự tin, hãy luôn bản lĩnh và hãy luôn thực hiện những cái ước mơ mà mình đã đặt ra. Tại họp báo, Hoa hậu Khánh Vân lần đầu trình diễn ra mắt bộ trang phục dân tộc mang tên Kén Em. Trang phục mang ý nghĩa tôn vinh nghề dệt tơ tằm của Việt Nam. Tông màu trắng chủ đạo trên nền phông dáng áo dài giúp Khánh Vân không chỉ có những bước đi uyển chuyển, còn khéo thể hiện sự duyên dáng, thanh lịch của người phụ nữ Việt Nam truyền thống. Kén Em là một trong những cái ý nghĩa cũng khá là đặc biệt bởi vì kén là một loài sinh vật rất là nhỏ nhưng đã tạo nên một cái giá trị vô cùng lớn lao. Và quốc gia của mình là một quốc gia cũng gọi là nhỏ bé nhưng mà chúng ta là trong quốc gia của chúng ta có những rất là nhiều những người làm nên những điều phi thường. Và em nghĩ là hầu như không chỉ riêng quốc gia của mình mà tất cả những quốc gia khác đều có những giá trị rất là tuyệt vời, những giá trị rất là tốt đẹp. Và Việt Nam mình cũng vậy, và em muốn đem những giá trị tốt đẹp nhất của Việt Nam mình đến với thế giới. Ngày 2 tháng 5, Khánh Vân sẽ chính thức lên đường sang Mỹ chinh chiến Miss Universe. Bán kết diễn ra vào ngày 14 tháng 5 và chung kết ngày 16 tháng 5 theo giờ Mỹ. Về cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2021, năm nay ban tổ chức lựa chọn Vinawoman, bản lĩnh Việt Nam làm chủ đề chính cuộc thi với thông điệp mỗi cô gái Hoàn vũ là một nữ siêu anh hùng thời đại mới. Họ sẽ đặt ra cho mình một sứ mệnh và dùng sức mạnh đó truyền cảm hứng mạnh mẽ đến cộng đồng. Đặc biệt, lần đầu tiên trong khuôn khổ cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2021 sẽ có thêm đêm trình diễn trang phục dân tộc. Năm nay bên cạnh top 3, Hoa hậu và 2 Á hậu, cuộc thi còn trao thêm 10 giải thưởng phụ, gồm Người đẹp biển, Người đẹp ảnh, Người đẹp bản lĩnh, Người đẹp thể thao, Người đẹp được yêu thích nhất, Người đẹp thời trang, Người đẹp truyền thông, Người đẹp áo dài, Người đẹp thân thiện và Người đẹp tài năng. Ban tổ chức cũng quyết định tăng thêm độ tuổi dự thi cho thí sinh, chấp nhận thí sinh độ tuổi từ 18 đến 27 tuổi, có quốc tịch Việt Nam đang sinh sống tại Việt Nam hoặc nước ngoài, hoặc nữ người Việt đang định cư ở nước ngoài. Đặc biệt, lần đầu tiên Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam chọn top 16 thay vì top 15 như mọi năm. Thí sinh thứ 16 sẽ do khán giả bình chọn với số phiếu cao nhất. Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2021 sẽ diễn ra từ ngày 20 tháng 5 đến ngày 17 tháng 12. Thời gian nhận hồ sơ dự thi từ ngày 23 tháng 4 đến hết ngày 8 tháng 9. Dự kiến vòng thi sơ khảo từ ngày 10 tháng 9 đến ngày 24 tháng 9 tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Vòng thử thách truyền hình thực tế với format mới từ ngày 24 tháng 9 đến ngày 17 tháng 12. Năm nay sẽ chỉ còn top 40 thí sinh chính thức bước vào vòng bán kết chung kết. Trong đó đêm bán kết diễn ra ngày 13 tháng 12. Đêm chung kết ngày 17 tháng 12, truyền hình trực tiếp trên kênh VTV3.